Thưa quý vị, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tại cuộc họp ngày 5 tháng 9 năm 2023, sáng nay ngày 10 tháng 9, công ty thoát nước và xử lý nước thải thành phố đã đồng loạt ra quân rà soát hơi thông cửa thu nước trên các tuyến đường thuộc phạm vi phân cấp quản lý đó công ty đã đồng loạt ra quân ưu tiên rà soát khơi thông cửa thu nước những tuyến đường khu vực trọng điểm thường xảy ra ngập úng nhất là các cửa thu nước hốt ga tại các khu vực bị ngập úng trong trận mưa ngày 3 tháng 9 năm 2023 vừa qua đây là hoạt động thường niên của công ty thoát nước và xử lý nước thải thành phố trước thời điểm chuẩn bị bước vào mùa mưa bão và đến thời điểm hiện tại đã cơ bản hoàn thành công tác này trên thực tế một số cửa thu nước trên các tuyến đường đã bị người dân chủ yếu là các hộ kinh doanh buôn bán bịt kín thậm chí đổ bê tông lấp lại ảnh hưởng rất lớn đến việc tiêu thoát nước khi có mưa to vì vậy việc ra quân khơi thông cửa thu nước không chỉ nhằm hạn chế tình trạng ngập úng đô thị trong mùa mưa và còn tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về việc bảo vệ cửa thu nước ngoài công ty thoát nước và xử lý nước thải thành phố sở xây dựng thành phố cũng đã có công văn đề nghị ủy ban nhân dân các quận huyện tổ chức ra quân khơi thông cửa thu nước trên các tuyến đường kiệt hẻm theo phạm vi phân cấp quản lý